Đống xương tàn của một người xuyên qua các kiếp sống này trong một chu kỳ có thể cao dọi như một ngọn núi. Bậc Cao Minh nói như vậy. Itivuttaka Chương 28 Hiện tượng tái sanh. Trong triết học Phật giáo, ba hiện tượng có thể xuất hiện cho con người thấy trong giai đoạn hấp hối là nghiệp, hiện tượng của nghiệp và biểu hiện lâm chung. Kamma là vài hành động tốt hay xấu trong đời sống hoặc ngay trước phút lâm chung. Nếu người hấp hối đã phạm một trong năm trọng tội, ngũ nghịch tức trọng tội giết cha, giết mẹ, giết một vị A-la-hán, làm tổn thương Đức Phật và chia rẽ tăng chúng, hoặc người ấy đã đắc một trong các tầng thiền na, thì chứng nghiệm hiện tượng Kamma trước khi chết, những hành động thiện hay bất thiện đặc biệt ấy có năng lực thật mạnh chen vào áp đảo tất cả các hành động khác và biểu hiện thật rõ rệt trước mắt người hấp hối. Nếu không có nghiệp nặng như vậy, thì có thể tiến trình tư tưởng cuối cùng của người ấy đeo níu theo cái nghiệp vừa tạo liền trước khi chết, gọi là Asana Kamma hay cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là hành vi cuối cùng hay hành vi nào mà chập tư tưởng cuối cùng nhớ đến liền trước khi lâm chung. Nếu không phải cận tử nghiệp thì có thể là thường nghiệp. Hành động tốt hay xấu thường ngày, những việc ta thường làm hàng ngày hay những việc mà ta thường nhớ đến và ưa thích hơn hết. Trong trường hợp này, nếu người hấp hối là một bác sĩ thì thấy đang săn sóc bệnh nhân, một tỳ khưu thì thấy đang thuyết pháp, một tên trộm thì thấy đang cậy cửa, khoét vách, vân vân. Nếu ba trường hợp trên không xảy ra, thì nghiệp tích trữ xuất hiện. Nghiệp tích trữ gồm tất cả những trường hợp không có kể trong ba loại nghiệp trên, những hành động tốt hay xấu không quan trọng. Hiện tượng của nghiệp Kamma Nimitta là những biểu tượng xuất hiện trong tâm thức của người hấp hối dưới hình thức sắc, thinh, hương, vị, xúc hay pháp, tức là những hình sắc, âm thanh, mùi, vị hay tư tưởng mạnh mẽ, quen thuộc trong nếp sinh hoạt hàng ngày, tốt hay xấu. Như người đồ tể thì thấy con dao hay con thú chết, bác sĩ thì thấy bệnh nhân, người mộ đạo thì thấy các món lễ vật, vân vân. Biểu hiện lâm chung Yatinimitta là vài dấu hiệu có liên quan đến cảnh giới mà người hấp hối sắp được tái sanh vào. Do đó, mặt người sắp lâm chung thường lộ vẻ vui sướng hoặc đau khổ. Khi triệu chứng phát sanh, nếu là xấu thì ta có thể sửa chữa kịp thời bằng cách giảng kinh hay nói pháp để tạo đối tượng tốt đẹp trong tư tưởng người sắp chết. Những biểu hiện lâm chung thường là lửa, rừng, dùng sơn cước, thai bào mẹ, thiên cung, vân vân. Dù sanh trong trường hợp bất đắc kỳ tử, tiến trình tư tưởng của người sắp chết vẫn diễn tiến, và đối tượng của chập tư tưởng cuối cùng ấy là một trong ba hiện tượng: nghiệp, hiện tượng của nghiệp và biểu hiện lâm chung. Thí dụ, một người sắp lâm chung và tái sanh vào cảnh người, đối tượng của chập tư tưởng cuối cùng là một vài hành động tốt. Tiến trình tư tưởng cuối cùng của người ấy diễn ra như sau: luồng ba vanga ngưng rung động trong hai chập rồi diệt. Liền khi ấy, ngũ môn hướng tâm phát sanh rồi tắt. Kế đến một giai đoạn tâm lý quan trọng, tiến trình Javana lúc bình thường phát sanh liên tiếp trong 7 chập, nhưng trong tư tưởng cuối cùng của một kiếp sống thì chỉ phát sanh trong 5 chập liên tiếp. Tiến trình này không có năng lực tái tạo mà chỉ có nhiệm vụ điều hòa kiếp sống mới.
Trong trường hợp của người sắp tái sanh trở lại vào cảnh người, đối tượng của luồng Savana cuối cùng là một nghiệp tốt, vậy là tâm thiện, đăng ký tâm, có phần sự ghi nhận, có thể phát sanh trong hai chập, mà cũng có thể không phát sanh, đó là chập tư tưởng tối hậu của kiếp sống hiện tại. Có người lầm tưởng rằng tử tâm tạo điều kiện để tái sanh. Trong thực tế, tử tâm không có nhiệm vụ đặc biệt nào. Chính tiến trình Savana tạo điều kiện cho sự tái sanh sắp đến. Cái chết thực sự đến lúc tự tâm chấm dứt. Kể từ đó, tâm và vật thực không còn tạo năng lực vật chất nữa. Chỉ còn một loại năng lực vật chất phát sanh do hơi nóng, tiếp tục tồn tại đến khi cơ thể vật chất tan rã. Lúc tự tâm vừa tắt thì thức tái sanh phát hiện cùng một lúc cũng phát sanh 10 thành phần của thân, 10 thành phần của giống, nam hay nữ, và 10 thành phần của ý căn. Như vậy, theo Phật giáo, tánh chất nam hay nữ đã được quyết định ngay lúc bà mẹ thọ thai và do nghiệp tạo điều kiện, chứ không phải là một sự hòa hợp ngẫu nhiên của Minh Châu và tinh trùng. Sự diệt tắc của tâm trong kiếp vừa qua là cơ hội để cho một tâm mới phát sanh trong kiếp sống kế. Tuy nhiên, không có cái gì vĩnh cửu, nguyên vẹn, đơn thuần, không biến đổi, được chuyển từ quá khứ sang hiện tại, cũng như bánh xe lăn tròn trên đường. Mỗi một lúc chỉ có một điểm của bánh xe chạm với đường. Nói một cách chính xác, chúng ta chỉ sống trong từng chập tư tưởng. Ta chỉ sống trong hiện tại, và hiện tại nhất định phải trôi vào dĩ vãng. Trong tiến trình luôn luôn biến đổi của đời sống, trong một khoảnh khắc, mỗi chập tư tưởng sanh trụ rồi diệt, và trong khi diệt, chuyển tất cả năng lực và cảm giác đã ghi nhận cho chập tư tưởng kế. Vì mỗi chập tư tưởng mới gồm những năng lực tiềm tàng của chập trước và thêm vào đó chút gì khác. Đến lúc chết, chập tư tưởng cuối cùng chấm dứt, để nhường chỗ cho chập tư tưởng kế phát sanh trong kiếp sống mới. Vậy, cái thức mới gồm chứa tất cả những kinh nghiệm trong quá khứ, vì tất cả những cảm giác trong quá khứ đều được ghi nhận trong cái tâm biến đổi, và tất cả tiềm năng đều được chuyển từ kiếp này sang kiếp khác, mặc dầu phần vật chất tan rã. Vì lẽ ấy, đôi khi có người còn nhớ được kiếp quá khứ của mình. Nếu trí nhớ chỉ tùy thuộc khối não, tất nhiên không thể có người nhớ được tiền kiếp của mình. Chúng sanh mới là sự biểu hiện của luồng nghiệp trong hiện tại, không giống hệt cũng không đồng nhất với chúng sanh trước kế đó. Những thành phần tạo nên chúng sanh ấy không giống hệt cũng không phải là một với thành phần đã tạo nên chúng sanh trước. Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn là khác, vì cả hai cùng nằm chung trong một luồng nghiệp. Mặc dù biểu hiện dưới hình thức mới, trong thế gian mà ngũ quan ta có thể thâu nhận và ta cho là có một chúng sanh mới. Theo Phật giáo, cái chết là sự chấm dứt của đời sống tâm vật lý của cá nhân. Chết là sự diệt tắc của sinh lực, tức đời sống tâm linh và vật lý, hơi nắm và thức. Chết không phải là sự tiêu diệt hoàn toàn của một chúng sanh. Mặc dầu kiếp sống chấm dứt, cái tiềm lực làm sống chúng sanh không bị tiêu diệt, cũng như ánh sáng đèn điện là biểu hiện bề ngoài mà ta có thể thấy của luồng điện vô hình. Chúng ta là biểu hiện bề ngoài của luồng nghiệp vô hình. Bóng đèn có thể dở và ánh sáng có thể tắt, nhưng luồng điện vẫn tồn tại và ánh sáng có thể phát hiện trở lại nếu ta đặt vào đấy một bóng đèn khác. Cùng thế ấy, sự tan rã của thể xác không làm xáo trộn luồng nghiệp lực, và sự chấm dứt của thức hiện tại dẫn đến sự phát sanh của công thức mới. Tuy nhiên, không có gì trường tồn bất biến như một thực thể đơn thuần chuyển từ hiện tại sang tương lai. Trong trường hợp nêu trên, người chết tái sanh trở lại vào cảnh người, chập tư tưởng cuối cùng tất nhiên là một loại tâm thiện. Thức tái sanh là tâm thiện ấy phát sanh.
tự nhiên chuyển đến hạt minh châu và tinh trùng, tương xứng trong cảnh người và tắc, nhường cho những chập ba manga nối tiếp. Như thế, lúc chết, luồng nghiệp lực vẫn luôn luôn trôi chảy, không có một điểm thời gian gián đoạn. Ngay lúc chết, những chập tư tưởng vẫn liên tục kế tiếp như trong đời sống. Hiện tượng tử sanh, chết và tái sanh diễn ra tức khắc. Dầu ở nơi nào cũng như làn sóng điện phát ra trong không gian, được thu nhận tức khắc vào bộ máy thâu thanh. Luồng nghiệp lực trực tiếp chuyển từ cái chết gây đến tái sanh, không trải qua một trạng thái chuyển tiếp nào. Phật giáo thuần túy không chủ trương có linh hồn người chết tạm trú ở một nơi nào, chờ đến khi tìm được một nơi thích hợp để đầu thai. Trong kinh Milinda Banya, Đức vua Milinda hỏi Đại Đức Nagasena: Kinh bạch Đại Đức, nếu có một người chết ở đây và tái sanh vào cảnh trời Phạm Thiên, và một người khác cũng chết ở đây và tái sanh tại Kashmir, người nào sanh ra trước? Tâu Đại Dương: Cả hai cùng sanh ra một lượt. Đại Dương sanh ở đâu? Kính bạch Đại Đức, trong một làng nọ gọi là Kalasi. Làng Kalasi cách đây bao xa? Bạch Đại Đức: Lối 200 dặm. Tâu Đại Dương: Kashmir cách đây bao xa? Bạch Đại Đức: Lối 20 dặm. Bây giờ xin Đại Dương hãy nghĩ đến làng Kalasa. Bạch Đại Đức: Tôi đã nghĩ xong. Và bây giờ Đại Dương xin hãy nghĩ đến Kashmir. Bạch Đại Đức: Tôi đã nghĩ xong. Trong khi nghĩ đến hai nơi, nơi nào tư tưởng của Đại Dương đến mau và nơi nào đến chậm? Bạch Đại Đức: Cả hai đều bằng nhau. Vậy Tâu Đại Dương, cùng một thế ấy, người chết ở đây và tái sanh vào cảnh Phạm Thiên không chậm hơn người chết ở đây và tái sanh ở Kashmir. Kính bạch Đại Đức, Ngài ban thêm cho con một thí dụ khác. Tâu Đại Dương, nếu hai con chim đang bay trên trời và cả hai cùng đáp một lúc, một con đáp trên ngọn cây cao, còn con kia thì đáp trên ngọn cây thấp, Tâu Đại Dương nghĩ thế nào? Cây bóng của con nào rọi xuống đất trước? Cả hai cây bóng đều rọi xuống cùng lúc, không có cái nào rọi trước, cái nào rọi sau. Vấn đề có thể được nêu lên: tìm đâu luôn luôn có minh châu và tinh trùng sẵn sàng để tiếp nhận thức tái sanh. Theo Phật giáo, số chúng sanh vô cùng tận, vô hạn định là nơi trú ngụ của chúng sanh cũng vậy. Bào thai cũng không phải là nơi duy nhất cho sự tái sanh. Quả địa cầu chỉ là một điểm nhỏ so với vũ trụ bao la, không phải là cảnh giới duy nhất có thể trú ngụ, và con người cũng không phải là chúng sanh duy nhất. Vậy tin rằng luôn luôn có một nơi thích ứng để tiếp nhận thức tái sanh cũng không có gì quá đáng. Nếu ta tung lên trời một hòn gạch sẽ rơi trở xuống và luôn luôn có một điểm nào trên mặt đất sẵn sàng tiếp nhận hòn gạch.